Rồi, tép nhẹ chiếc quay mới là một khuôn đường thái bên độ xe ha. Bao nhẹ nhàng cho anh em. Xe này để chạy bi nha. Rồi, chào anh em Bilac 110 nha. Hôm nay em làm cái hình cái nồi để cho anh trai chạy xe công nghệ, anh chạy bi ha. Thì một ngày là chạy là 200 cây nha. Em làm cái hình là nồi chạy bền nhẹ xe bốc ha. Thì anh em chạy ráp nè, chạy bi nè, chạy giao hàng thì ghé bên em là chuyên làm nồi để cho anh em công nghệ chạy nha. Bền nhẹ xe bốc là ưu tiên hàng đầu bên em nha. Rồi, cấu hình cái bộ nồi thì em sẽ đi là full combo nồi thái luôn. Em sẽ đi theo phần nồi cũ để cho anh em tham khảo cấu hình nồi cũ nha. Cái nồi cũ thì chuông bị sọc chuông nha, sọc rất nặng nha. Đó, xe này sẽ đi bào mà, đó, bào bay nồi luôn. Rồi, phần cái bố thì đang đi là đi bố ngắn nha. Bố ngắn bị tình trạng là mòn, bố chai, bố lì bố nha. Còn cái bộ nồi sau thì bố sắt bị tình trạng là màu trái rồi, không còn cái đồ bám đó. Chuột nồi, lì nồi và hao xăng nha. Đó, cái lò xo thì bị lúng xẹp xuống rồi nha. Rồi, cấu hình cái bộ mới em sẽ đi cho anh em là combo bộ nồi thái luôn, đầy đủ cho anh em để cho anh em chạy cho bền nha. Đó, gồm phần cái bộ chuông nồi trước này, chuông nồi Vinh Thái nè, trắng đẹp và khung mới ha, một chuông nồi Vinh Thái. Em đi là đi bố thái dài nha. Đó, 1 2 3 khung bố thái dài chủ xe. Phần cái bộ nồi sau làm đi lại một cái chuồng heo ha, tại vì cái chuồng heo chủ xe nó bị mòn hết rồi. Đó, một chuồng heo nồi Vinh Thái mới nè. Em đi lại cho chủ xe combo là full là bốn bố thái nha. Đó, 1 2 3 4 ha, bốn bố thái. Và đi sắt Vinh Thái luôn, combo là bốn cái sắt Vinh Thái nè. Đó, 1 2 3 ha, ba sắt Vinh Thái. Và bốn cái lò xo nồi nha. Em sẽ giới thiệu sơ phần cái chuồng heo. Đây, cái chuồng heo của anh em thì chuồng heo này nó bị vứa nhất là bị rơ nè. Thứ hai là nó bị mòn cái lỗ nha. Cái lỗ này bị mòn ha. Thì anh em quay S nè, quay 110 đó với lại là full LED đó, thì em làm nồi sẽ kiểm tra luôn cái chuồng heo cho anh em ha. Cái nào mòn hơn sẽ báo cho anh em để cho anh em có phương án làm nha. Đó. Anh em muốn lên cái combo full thái thì ghé bên em là chuyên làm nồi thái với dòng Bilac 110 nha và dòng quay 110. Đó. Thì em sẽ lắp ráp bộ này vô để cho anh em tham khảo rồi test thử cho anh em luôn. Rồi, chào anh em Bilac. Rồi, chào anh em Bilac 110. Giới thiệu với anh em cấu hình làm cái bộ nồi thái để chạy bi nha. Đó, em làm là full thái luôn. Đầu tiên sẽ cho phần cái lá bố nồi vô phần cái đế nồi nha. Combo nó gồm có 4 bố, 3 sắt và 4 lò xo nồi ha. Đó, bố thái rất là nhìn thấy lên đã mắt luôn ha. Bố tơ thái và sắt Vinh Thái nha. Đó, quá đã. Rồi, tiến hành cho ép nồi vô. Đó, em đi cấu hình là Vinh Thái chạy đất bền nha. Đó, dòng xe thái thì anh em biết rồi. Chạy nhiều năm trời vẫn còn ngon lành cành đào ha. Rồi, em tiến hành cho vô phần cái chuồng heo nồi để em định tâm cái lá bố nồi nha. Combo làm đi full. Rồi, em tiến hành cho 4 cái lò xo nồi vô. Lò xo thì nó có 2 chiều. Anh em để cái chiều lớn nằm dưới nha, còn cái chiều nhỏ nằm trên. Để nó khỏi bị tình trạng là cắt côn không ngọt nha. Đó, bên em làm nồi xong là bao anh em cắt côn ngọt, vô số nhẹ nhàng. Rồi, tiến hành này cho mặt ép nồi vô, gồm 4 tán siết đều 4 con nha. Anh em siết đều từng con một. Đó, nguyên tắc thì siết đối chiếu nhau. Con này đối chiếu con kia nha anh em. Rồi, tiến hành này cho phần cái lọc vớt vô nha. Lọc vớt em đã rửa lấy sạch sẽ rồi nha. Rồi, em cho bằng cái bộ nồi vô, quay cho bằng cái bộ nồi sau với lại cái chuông nồi trước vô ha. Đó, nó lắp ngược thằng Yamaha nha. Đó, nguyên bộ nồi xong cho vô trước, còn cái bố càng lắp sau nha anh em. Rồi, tiến hành này cho cùng bố càng nồi trước vô, tới lồng đèn chặn phe, lồng đèn outside tán nồi trước ha. Em hành là bắn cái nồi trước nồi sau. Sau đấy em sẽ gắn nắp lồng vớt ly tâm nha, gắn kỹ ba con ha. Rồi ốp nồi vào test cho anh em ha. Có hình nồi thái như chiếc Bilac 110. Rồi, test nhẹ chiếc quay mới làm một khuôn nồi thái bên độ xe này ha. Bao nhẹ nhàng cho anh em. Xe này để chạy bi nha, chạy công nghệ nha. Em làm cái nồi chạy bền nhẹ xe bốc để xe chạy hàng ngày nha. Một ngày chạy là 200 cây ha. Đó, bao nhẹ nhàng cho anh em. Có hình là lên full một nồi thái nha, em ru nhẹ nha. Đó. Em làm cho anh em ráp gâu Việt chạy chở hàng là bao ok nha, bao tiết kiệm xăng cho anh luôn. Anh em có nhu cầu làm nồi chạy chở hàng thì ghé ủng hộ bên em ha. Bên em là chuyên làm nồi thái, nồi Vinh Thái chạy bền nhẹ xe. Đó, nhích là lên thôi. Đó, nhích nhẹ là nhõng ha. Đó, quá ok. Khuôn cấu hình bộ nồi thái nha, bao bền. Dạo nhẹ cho anh em một hai vòng để cho anh em nắm cấu hình bộ nồi thái bên độ xem nha. Đó, bao bền cho anh em. Khuôn Vinh nồi thái. Đó, làm xong thì bên em sẽ có hóa đơn phiếu hành đầy đủ để cho anh em chạy nha. Đó, có hình bộ nồi full thái. Nhích quay nha. Đó, ok ha. Nhích lên thôi. Rồi, cảm ơn anh trai Bilac 110.